Trời ơi, đi đâu mà chân diện dữ vậy con? Dạ, con đi uống cà phê với mấy đứa bạn. Dắt con Na đi theo với nghe. Trời ơi, đi chơi với bạn tự nhiên dắt nó theo làm chi vậy má? Vậy thì mày đừng có con. Trời ơi, mệt ghê vậy đó. Làm cả tuần mệt cũng chết rồi. Đi chơi có một lần à, bị nói lên nói xuống, chán chứ sợ. Con gái con nuôi gì đâu mà hãy mỗi lần má nói một câu là cái mặt dầm dầm vậy hả? Mà nè, cái chuyện hôn nhân chứ không phải là chuyện giỡn chơi đâu nha. Cứ hễ muốn là cứ một hai đùng 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 đòi lấy cho bằng được. Rồi lấy xong rồi muốn bỏ là bỏ cái rụp hả? Làm sao? Mệt, tự nhiên đi chơi cái nhắc ba cái chuyện hôn nhân, hết hứng à. Ủa? Không đi thì ở nhà có ai ép đâu. Má nè, thôi bỏ chuyện đó đi. Má, biết không, sao lúc này á, con thấy ba thay đổi tính tình hay sao á, kỳ lắm. Nè, không có được nói ba mẹ vậy nghe chưa. Nghĩ ta cũng bực mình ổng. Người gì mà kỳ cục vậy? Hỏi, người ta trả lời, không thèm nghe. Đúng là rồi. Sao? Ủa, hay đi đâu vậy? Đi chơi, con đi không? Thôi, con đi đâu? Đi hả? Phải nhắc chồng, mệt lắm. Vậy thì ở nhà giỏi với ngoại nghe. Má đi về sớm mua bánh cho con, ha. Dạ. Không cái coi. Thưa má con đi. Rồi. Má con đẹp với ngoại ha. Chứ sao nữa, giống ngoại thời còn con gái đó con. Ủa, hồi trẻ ngoại đẹp lắm hả? Sao con không thấy? Con nhỏ này thì hồi xưa ngoại còn trẻ ngoại khác, bây giờ ngoại già rồi. Nè, hồi nãy á má con cho con đi chơi mà con không chịu đi, con nói mắc công lắm, là sao vậy? Dạ, mỗi lần mà con đi chơi chung với má, má kêu con nói là má là chị hai, mà con đâu có nhớ đâu, cứ lộn hoài à. Trời đất ơi, cái con này thiệt tình. Ai la trời, cái gì vậy? Đi đâu mà chân diện quá vậy hả? Hả, kệ tôi, anh hỏi làm chi, liên quan gì đến anh? Tắt máy đi. Con đâu mà bỏ nó đi chơi vậy? Thương con quá ha, lo cho con quá. Sao không vợ bắt nó về nuôi đi? Hàng tháng không đưa được đồng nào. Nè nè nè, đừng khi dễ tôi nha. Mai mốt tôi mà lên hương á, tôi lấy tiền tôi dục vô mặt mấy người đó nha. Chừng nào lên hương rồi hãy nói nha. Xa, nhìn lại anh đi, đừng cản đường tôi, tránh ra coi. Dạo này mấy người á, coi tôi không ra ký lô nào đúng không? Bây giờ sao? Tránh ra cho tôi đi không? Tôi kêu ba má tôi nha. Hả, chú kêu ba má hả? Hù tôi hả? Tôi không sợ đâu. Đi đi. Ủa, chị ba, có chuyện gì vậy chị? Nghe nói thiếu Năm, thiếm lên Sài Gòn ghé thằng Dũng. Dạ. Tôi nhờ thiếm mang cái này gửi cho nó. Trời ơi, chị cũng có quà cho nó nữa hả? Chà, cái gì mà gói 2-3 lớp giấy vậy? Bình bông hả chị? Ê, thím. Dạ. Thím đừng có lắc mạnh, đổ ra là mệt lắm à. Mắm tép đó. Hả? Mắm tép? Ờ. Chị ba này, chị bị gì vậy trời? Nghĩ sao mà đem mấy cái thứ mắm này lên cho tụi nhỏ? Ở trên đó người ta ăn bào ngư di cá, chứ ai mà ăn mấy cái này? Chị đừng có làm nhục dòng họ nghe. Đem cái này lên cho con nhỏ hả? Quê túi mặt luôn á. Vậy bây giờ mình tính làm sao? Thì bỏ ở nhà đi, đem theo chi cho nặng.
Thím không biết một món quà nào cho xứng với con hết á. Thím cũng mua đại tặng con, không biết con có thích không? Trời, thím ơi, thím khách sáo à. Con cũng là con chó trong nhà mà. Khách sáo gì? Nè, con nhận đi. Chưa đâu nha. Ừ, cái này nè, cái này là của chị Tư gửi cho con. Thôi thím Tư. Ừ, còn cái này là của thím Sáo gửi cho con. À, còn cái này. Cái này là của bé Na. Nó nói gửi mấy trái bắp này lên cho mợ hai của nó. Còn cái món quà này nữa. Thím cũng ngại. Mà của chị Ba gửi cho con. Thím Ba, mắm tép nè. Trời, mắm tép. Cái món này nè, cái món này là anh Dũng thích lắm á. Thím Ba nói là sẽ gửi cho con, thím biết không? Con làm cái món này cho anh Dũng ăn, anh ghiền lắm luôn á. Ủa, vậy chứ không phải anh Dũng nấu cơm cho con ăn hả? Dậy, nhanh lên, dậy. Gì vậy? Trời, có chuyện ghê lắm. Nghe tôi nói nè, dậy đi, tỉnh chưa? Có chuyện ghê lắm. Gì thì ghê? Tôi thấy nó không được bình thường. Gì mà không bình thường? Chuyện đó thôi mà bà làm thấy ghê vậy hả? Trời đất ơi, tôi mà cười. Rồi tôi hiểu ý bà rồi, có nghĩa là bà nói là hai đứa đó là ở chung nhau đúng không? Đúng rồi, không có câu á, thằng Dũng nó nói với tôi hết rồi. Nói sao? Bà đừng có quan trọng vấn đề quá biết không? Bây giờ qua lấy đồ mang lên thẳng thơm, chiều tôi đi dự tiệc. Trời ơi mà ghê có nhiêu đó thôi. Cái gì nữa? Cái gì vậy?
đợi cái áo chứ cái gì bệt quá. Cái áo đầm. Bà có suy nghĩ giống tôi không? Không có suy nghĩ giống tôi đúng không? Có không suy nghĩ là... Thôi, thôi, rồi, để tôi tự suy nghĩ, nó hay hơn. Có phải cửa hàng ga Lâm Sung không? Gì mà lâu dữ vậy anh? Tôi kêu nãy giờ cả tiếng rồi. Chị thông cảm đi. Mới sáng sớm cửa hàng chưa có mở cửa, chị đã gọi điện rồi. Thì hết ga lúc nào tôi kêu lúc đó chứ. Ủa, cậu kia đâu mà sao lại là anh? Cậu đó lẹ hơn anh á. Điện thoại cái là tới liền à. Nó đi lấy vợ rồi. Ê, khoan khoan. Trời ơi, sao bình này cũ xì vậy? Bình hơi cũ. Bình của tôi mới, sao anh đổi bình cũ quá vậy? Thôi, xài đỡ đi. Lần sau tôi đổi bình mới cho, nghe. Thôi, không có được. Đổi lần sau người khác đưa, đổ thừa bình ga tôi cũ thì sao? Chị yên tâm đi, cửa hàng có mình tôi à. Tôi nhớ mà, tôi hứa chị lần sau tôi đổi bình mới cho. Không có được. Anh đổi bình mới cho tôi đi. Trời ơi, chị thông cảm đi. Thật ra nó có khác cái gì đâu. Thật ra là cái bình này nó không đẹp trai bằng cái bình kia thôi. Thôi, anh đổi liền giùm tôi đi. Trời ơi, chị ơi, mất công lắm. Tôi bảo đảm với chị là cái bình này không có cái gì hết trơn trọi á. Chỉ có điều một cái là nó bị trầy xước chút xíu, lại bụi nó phủ thôi mà. Trời ơi, anh nói làm sao vậy? Cái bình của tôi mới hơn cái bình của anh nhiều mà. Trời ơi, chị ơi, bây giờ mà chạy đi đổi cái bình này cho chị á, chạy đi chạy lại mất thời giờ lắm á nghe. Thậm chí là chị bỏ luôn bữa cơm trưa đó. Nếu vậy để tôi kêu chỗ khác. Ê, thôi thôi, để tôi về tôi đổi. Chị thua chị luôn. You don't know what you miss. Why did you ever come so near? I feel secure until we kiss. Tell me you kiss, kiss, kiss. Suddenly disappear. You don't know what you miss. Why did you ever come so near? I feel secure. Tell me you kiss. Vừa ý chị chưa? Rồi, anh thay đi. Ít nhất cũng phải vậy chứ. Bình của tôi mới hơn mà. Chị ngộ lắm. Tôi nói thiệt, khách hàng nào cũng như chị chắc chết quá. Trời ơi, có cái bình ga mà tôi chạy tới chạy lui đổ mồ hôi cha đổ mồ hôi con à. Nhiêu tiền vậy?
298 ngàn. Cái gì? Bữa trước có 290 ngàn mà. Ờ. Nhưng lên gì mà mới 1 tháng lên tới 8 ngàn lận. Không được, tôi phải điện thoại hỏi chủ anh mới được. Alo, cửa hàng Lâm Sung nghe. Anh có phải chủ cửa hàng không? Dạ, đúng rồi chị. À, anh ơi cho hỏi cái bình ga màu xám á, bữa nay giá bao nhiêu vậy anh? Dạ, 298 ngàn. Gì? Sao mà lên giá nhanh dữ vậy? Bữa trước có 290 ngàn mà. Bữa trước là bữa nào hả chị? Thì bữa trước á, cái bữa... Bữa trước đó cách đây 1 tháng rồi chị ơi. Tình hình kinh tế thị trường mà, giật giá nó mỗi ngày mỗi khác chứ chị ba. Ủa? Sao biết tôi thứ ba? Chủ nhân viên nói chuyện y hệt nhau vậy ta? Nè, 300 đó. Chị ba ơi, tôi không có tiền lẻ, không có 2 ngàn thôi. Thôi, anh khỏi thôi. Anh để uống cà phê đi. Có 2 ngàn mà. Hay em đi đổi đi. Trời ơi, trời nắng quá chị ba. Thôi, chỉ có 2 ngàn thôi mà. 2 ngàn mà anh cũng không có nữa hay sao? Mai mốt đi giao ga anh phải chuẩn bị tiền lẻ chứ. Thôi được rồi, đợi tôi một chút. Nè cầm. 10 20 3 4 5 6 7 88. Nè 98 ngàn. Đủ rồi đó. Ê, khoan khoan. Gì? Chưa trả lời tôi tờ 100. Ờ, quên. Nè. Anh Năm. Gì? Anh lên chở anh thằng Dũng, nó thấy anh nó có mừng không? Mừng sao không mừng. Ừ. Nhưng mà công việc nó nhiều quá. Tôi với bà cứ đi lòng vòng trong nhà suốt ngày, buồn gần chết rồi. Muốn đi cũng không biết đi đâu. Ừ. Nghe nói nó ở trên đó nó thuê nhà mắc lắm hả? Ờ, nhìn cái nhà đó đó thấy cũng đáng đồng tiền lắm. Ừ. Mà cũng đúng thôi, nó làm việc cực khổ quá mà phải kiếm cái chỗ nào cho ở coi được. Cái chỗ đó nó an ninh trật tự dữ lắm anh ơi. Vậy hả? Ừ. Ê, mà anh lên trển á, rồi con nhỏ nó có qua không? Nó ở đó chứ đâu qua. Trời đất. Hả? Là sao? Thì tụi nó ăn cơm chung với nhau. À. Rồi cái gì nữa? Thôi còn cái gì nữa? Thôi thôi nhậu đi. Vô. À. Trời ơi. Chị sợ
Thím Sáu hả? Thím Sáu nè, tôi mới vừa nghe chú Năm nói đó nghe, hai đứa nó thổi cơm chung với nhau đó, thấy chưa? Vậy mà hôm trước á, mình hỏi Thím Năm, Thím Năm một hai nói là không có chuyện gì đặc biệt hết trơn á. Thổi cơm chung tức là nấu cơm ăn chung đó chị, có gì đâu mà kể. Trời ơi, sao Thím không hiểu gì hết trơn hết trọi vậy? Theo như ông bà người ta nói, khi nam nữ mà thổi cơm chung với nhau, có nghĩa là tụi nó sống chung một nhà với nhau đó Thím. Hả? Ở chung một nhà? Tức là sống chung á hả? Chính xác. Sống chung mà tụi nó thường gọi là sống thử hả? Chính xác. Sống thử? Hóa ra là tụi nó ăn cơm trước kẻng. Chính xác. Hả? Trời ơi, dễ sợ vậy hả Thím ơi? Tôi hồi nãy giờ tôi chỉ nghĩ đến cái chuyện mà ở chung một nhà với nhau thôi, chứ tôi chưa hề nghĩ đến chuyện mà ăn cơm trước kẻng nghe Thím. Dễ sợ quá, như vậy là dễ sợ quá. Thím có thấy vậy không? Chị cứ nói đi, chị giấu tụi tôi chuyện gì đúng không? Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện thằng Dũng với con Mộc Miên á. Tụi nó mua chuộc chị, giấu tụi tôi hả? Có mua chuộc gì đâu. Tại sao thằng Dũng với con Mộc Miên sống chung với nhau mà Thím giấu tụi tôi hả? Cái chuyện động trời vậy mà chị nói không có gì làm sao? Ai nói bậy nói bạ vậy? Cái gì bậy bạ? Chồng Thím nhậu với chồng tôi nói với ai hả? Nè, bây giờ Thím có còn coi hai đứa tôi là chị em nữa không hả? Ông này kỳ quá à. Kêu mình giấu mà đi nói làm sao? Thấy chưa? Vậy là chị giấu thiệt rồi. Thôi, chị em mình không có xứng mặt để cho Thím nói chuyện nữa. Khoan, chị Tư, Thím Sáu ngồi xuống. Có chuyện gì đâu, không có chuyện gì hết á. Là sao hả? Chứ chừng nào Thím mới nói là có chuyện gì hả? Tôi không biết là tụi nó có sống chung với nhau hay không, nhưng mà tôi thấy trong nhà tụi nó sao có hai cái ca, có hai cái khăn tắm, có hai cái bàn chải đánh răng, hai cái bàn chải, hai đôi dép, hai cái gì hả? Không, trong tủ của Hồng Dũng có đồ ngủ của con Mộc Miên. Thấy chưa? Trời ơi, đau quá à. Xin lỗi đi. Rồi sao nữa? Tôi không dám chắc tụi nó có sống chung với nhau, nhưng mà chiều nào tụi nó cũng về ăn cơm chung với nhau hết, ngày nào cũng vậy. Về buổi tối á, con nhỏ nó có ở lại không? Có không? Cái đó là tôi không biết. Chị giấu nữa phải không? Trời ơi, không có giấu thiệt mà. Chứ sao chị nói chị không biết? Trời ơi, khổ quá à. Tôi ngủ trước rồi, tôi đâu có biết con nhỏ đó nó ở lại hay là nó đi về á. Cái thằng Dũng này bậy thiệt á. Bậy cái gì mà bậy? Thằng Dũng đó là đàn ông con trai, nếu mà nó muốn gì gì đó mà con nhỏ kia không có gì gì đó thì làm sao mà nó gì gì đó được, đúng không? Vậy là chết thằng nhỏ rồi. Nó bị con nhỏ đó dụ dỗ rồi. Chuyện này mà cha biết là thằng Dũng chết. Nếu muốn thằng Dục không chết thì đừng có nói cho cha biết. Mình, em nè, mình nghe cái vụ của con Dũng chưa? Cái vụ gì? Cái vụ thằng Dũng nó thuê nhà ở chung với con nhỏ đó đó. Tầm bậy tầm bạ không? Nè, không có phải tầm bậy tầm bạ đâu nghe. Cái này là Thím Năm nói đó. Cái gì? Thím Năm? Ừ. Mấy ngày lên Sài Gòn ở nhà thằng Dũng á, Thím Năm thấy tận mắt. Mời má, má ơi. Cái gì? Con gái bây giờ dạng dĩ lắm. Chưa có cưới hỏi đã ăn cơm trước kẻng rồi, sống chung sống thử. Thiệt là loạn. Tôi mệt ghê luôn á. Bà cứ lo chuyện của người ta hoài à. Giờ bà rảnh lắm phải không? Bà rảnh bà ra đằng sau bà lo cho mấy con bò giùm tôi cái đi. Suốt ngày cứ lo chuyện con cháu nhà người ta. Người ta cái gì? Tôi nói con cháu nhà mình nè. Bà nói vậy là làm sao? Không lẽ thằng Diệm nó... Trời ơi, cái ông bậy bạ hết sức à. Thằng gì mình nó có 10 tuổi. Tôi nói là tôi nói thằng Dũng nhà mình kìa. Thằng Dũng? Trời,
Thằng Dũng nó lớn rồi, với lại nó xa nhà mà, có đụng chạm gì đâu mà bà lo. Ủa, nãy giờ bà nói chuyện đó là chuyện của con Dũng à? Chứ ai, chính chị Năm tận mắt chứng kiến thấy tụi nó sống chung một nhà đó. Nhưng mà cái chuyện đó nó đâu thể khẳng định gì điều gì đâu. Chứ ông muốn thấy cái gì? Ở trong tủ quần áo của thằng Dũng á, có đồ của con nhỏ. Vậy có gọi là nghiêm trọng không? Hay là ông đợi tới khi mà tụi nó có cái bụng bầu giác về tạ tội với cha, rồi nguyên cái xóm này nó cười vô mặt gia đình mà mình đó hả? Nè, ông đi đâu vậy? Ông sao? Tôi nói chưa xong mà. Chồng con gì đâu, tính tình nào giờ ông bỏ. Nóng nảy, nói chưa hết câu rồi đã bỏ chạy rồi. Bực mình. Chú Sáu ơi, chú Sáu. Anh Tư. Hả? Chú Sáu đâu rồi Thím? Ổng mới chạy ra ngoài đó mà. Ủa, sao tôi không thấy nó cả? Thôi tôi đi nghe Thím. Dạ. Chị Tư. Ủa? Anh Tư có nhà không chị? Ủa, sao ổng nó không qua bên nhà chú mà? Anh đi lâu chưa? Lâu rồi. Em có thấy đâu. Thôi để em chạy về bển nghe. Dạ. Hai người bình tĩnh nghe tôi nói nè. Tôi thì cũng không dám chắc lắm, nhưng mà nó cũng giống vậy á. Nhưng mà dù thế nào nha, chuyện này hai người không nên cho cha biết, biết không? Dĩ nhiên rồi. Trước khi cha biết chuyện này á, tao phải gặp thằng Dũng hỏi cho ra lẽ mới được, chứ không để cái chuyện này mà dây dưa nó kéo dài gì hoài được. Mà thằng Dũng thiệt tình ghê luôn, nó cứ để cho mấy chú nó bận tâm hoài. Ừ. Tôi nói thiệt nha, cha mà biết chuyện này là không ngủ được á. Tụi trẻ bây giờ nó hiện đại quá. Hiện đại cái con khỉ gì, phóng túng ẩu thả gì có. Biết cái chuyện này hả, lúc thằng Dũng tốt nghiệp kéo cái gì đây làm, không cho nó ở trên đó. Mà kiếm con nhỏ nào á môn đăng hổ đối gả phức cho rồi. Nói như anh có ở đầu để nói, mà cái quan trọng là anh kêu nó có chịu về hay không. Thôi thôi, bây giờ nói chuyện đó cũng bằng thừa thôi. Thôi được rồi, để chiều nay tôi điện thoại tôi nói chuyện với nó. Trời, anh hỏi có chắc gì nó chịu nhận hay không. Chẳng lẽ bây giờ để cho nó lớn chuyện mới phóng vô can thiệp. Theo tôi tính như vậy. Bây giờ tôi lên Sài Gòn một chuyến. Thím Sáu ơi, chị Ba ơi, chị. Chị khỏe không? Khỏe. Nè, nói nghe, cha có nhà không chị? Cha mới vừa chợp mắt đó, tại tối qua cha ngủ không được nên hơi mệt. Vậy hả? Nói nghe nè, hôm ấy hai chị em mình ra ngoài giường nói chuyện đi, được không? Ờ. Đi. Nói nghe nè, thằng Dũng hôm nay có gọi điện thoại gì vậy không? Có, thỉnh thoảng nó cũng gọi điện về đó. Có gì không Thím? Không có gì. Ê, nhưng mà nó nói gì với cha vậy? Tôi đâu có biết đâu, chắc cũng hỏi thăm sức khỏe của cha thôi. Mà có chuyện gì không? Không có gì. Mà nè, con nhỏ đó có gọi điện thoại gì không? Thằng Dũng có đưa điện thoại cho nó nói chuyện với cha đó. Vậy hả? Nói cũng vài câu à. Chù cha, mà hổm rài á, chị có nghe cái vụ gì không? Vụ gì là vụ gì? Quá à, cái chuyện này á, không biết nói làm sao với chị bây giờ. Mà nè, chị hứa với tôi nghe, tôi mà nói ra chị hứa là không có được cho cha nghe nghe. Có chuyện gì mà phải giấu cha? Tôi không thể hứa khi chưa biết chuyện gì. Quá, cái chuyện này nghiêm trọng lắm, liên quan tới thằng Dũng á. Nè, hổm rài á, chú Năm Thím Năm lên trên Sài Gòn cho tôi biết một chuyện động trời.
thằng Dũng với con nhỏ đó đó sống chung một nhà. Chuyện có thiệt 100% nghe. Thiếm Năm chứng kiến chứ không phải là tôi đơm đặt đâu. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Chị mà tiếp nhận cái chuyện này là chị chết chân đúng không? Tôi không lại nghe chuyện á, tôi còn sợ nữa mà, bàng hoàng luôn đó. Tôi phải nắm chặt cái ghế nè, nếu không té bật ngửa ra chết rồi còn gì nữa. Cha. Chết cha. Tôi nghe nói á, cha kêu chị ba gọi điện kêu Dũng về đây gấp. Thấy cha trầm ngâm, không nói không cười, tôi cũng dám đến gần nói chuyện cha nữa. Lỗi á là do chị Tư của tụi bay hết á. Mắc gì tại chị Tư? Hết chuyện nói ngay trong nhà của cha. Thôi được rồi, để tôi qua nói chuyện với cha, để không thôi cha rầu cái cha sanh bệnh nữa. Tức thiệt. Cái này là tại thằng Dũng hết á. Kỳ này nó về đây là phải hỏi cho rõ nghe không? Tôi nghĩ á, nếu mà cha đã biết rồi thì trước sau gì á, cha cũng nói chuyện với Dũng thôi. Mà trong chuyện này nè, một phần cũng lỗi cho vợ tôi nữa. Sao vậy? Lên trận ở cho đã xong rồi về đây nói tầm bậy tầm bạ, làm cho rối tung rối bời lên. Rồi chừng nào Dũng mới về đây? Tôi nghe nói đâu là ngày mai á. Thôi, chuyện đến nước này rồi á, thì cứ để cho cha xử lý đi. Theo tôi thấy á, kỳ này thằng Dũng về là lành ít dữ nhiều á. Ừ, mời hai đứa lên chót đi. Thôi, cũng khuya rồi, bác cũng mệt rồi. Thôi mấy đứa ở lại chơi nha. Dạ. Nè, buồn ngủ rồi phải không? Chưa. Còn ngồi ngáp vắng ngáp dài, mắt mở hết trơn kìa. Thôi, đi vô ngủ với má. Rồi sáng mai lên đường về Sài Gòn nữa. Mấy đứa ở chơi chút xíu thôi, đừng uống rượu nhiều, rồi vô trong nghỉ ngơi nha. Dạ. Ừ, hai bác đi trước nè. Rồi. Đi con. Ba đi trước nha. Coi. Cẩn thận, từ từ. Coi chừng té gì chùm. Anh ăn đi. Em ăn đi. Ăn đi. Em nói nghe nè. Thôi bây giờ tụi mình chơi trò nói thiệt nha. Trời, nói thiệt. Được đó. Ừ, sáng kiến hay đó. Rồi, sao hả? Là sao? Là bây giờ vậy nè, ví dụ như em hỏi anh Mạnh, thì anh Mạnh phải trả lời thiệt nha. Rồi, nếu mà ai mà không trả lời được á, là phải uống một ly. Còn sau đó, anh Mạnh sẽ có quyền hỏi bất kỳ ai trong nhóm tụi mình, chịu không? Chịu. Được á. Rồi, vậy bây giờ á, em sẽ hỏi anh Dũng trước. Sao kỳ vậy, tự nhiên hỏi anh trước hả? Ừ, thì em trả lời đi. Hỏi đi. Không có sợ. Rồi. Hỏi đi. Rồi. Vậy bây giờ em hỏi anh nè. Hồi nhỏ anh đi học, anh có bị phạt quỳ ở dưới sân không? Trả lời đi. Đúng rồi. Có. Làm gì mà không chấp nhận. Nè, đến bây giờ anh hỏi lại em nè. Sao? Nè, trả lời nha. Hỏi đi. Hồi nhỏ. Ừ. Em. Ờ. Có bị súng răng không? Cái này em biết nè. Ôi kỳ vậy. Thôi em mà không trả lời là uống rượu hết một ly đó. Thôi, trả lời đi. Thôi, lẹ đi. Trả lời lẹ đi. Có không? Có không? Uống đi nè. Có không? Có không? Có. Giờ em hỏi là anh nè. Đâu có được đâu. Sao được? Ồ, luật chơi là hả, không được hỏi ngược lại mà hỏi chuyện tiếp chứ bộ. Thôi nhưng mà được quyền hỏi bất kỳ ai trong nhóm tụi mình mà. Hỏi chuyện tiếp chứ bộ, bây giờ em hỏi luôn đi. Đúng rồi. Dạ hỏi nè, anh phải thành thật trả lời cho em nghe nha. Sợ hả? Hỏi đi. À, từ nhỏ á, có khó lên chị. Nghe nè. Nhỏ á, anh có hai vị đá dòng không? Chị đây dòng ở đây. Không, anh cứ lại trả lời cho em nghe đi. Có không? Không trả lời câu này, hỏi câu khác đi. Không, anh nghe quá không? Thôi là anh bị phạt uống rượu nè. Ừ, thà anh uống rượu. Không, em không cho uống rượu luôn, anh phải trả lời cho em nghe. Trả lời. Nhìn lên. Có hay không? Ủa? Mệt quá rồi. Nãy giờ á quên không hỏi anh Mạnh. Nó công bằng vậy đó. Bây giờ em hỏi anh Mạnh nha.
Anh Mạnh biết yêu hồi lúc mấy tuổi? Trả lời đi, 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 trả lời đi. Nhảm nhí. Thôi, 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 thôi. Ăn tiếp, ăn tiếp. Nhà con nghe thứ ba. Sao thứ ba gọi con giờ này vậy? Dạ. Dạ con biết rồi. Dạ. Chuyện gì vậy anh? Thứ ba gọi điện thoại, nói nội kêu về gấp ngày mai. Thím ba. Thím ba. Con còn cười nữa hả? Ông nội giận lắm đó. Nội nghe tin là điện thoại kêu con về gấp đó. Thím có tin là cái chuyện này là sự thật không? Thím đâu có biết. Không có đâu thím. Con vô nói chuyện với ông nội nè. Rồi vô. Ba, con muốn nói chuyện với ba. Chuyện gì vậy con gái? Có phải ba muốn tạo điều kiện cho anh Mạnh? À, ba thấy thằng Mạnh thì nó rất tốt và rất giỏi nữa. Mạnh là một nhân tài đó con. Mạnh là cánh tay phải của ba. Cái công ty Minh Tiền của mình lớn mạnh như ngày hôm nay là cũng nhờ một phần công sức của thằng Mạnh. Con biết. Và ba cũng đã trả công rất xứng đáng cho anh ấy rồi còn gì. Con và anh Mạnh không bao giờ xảy ra chuyện tình cảm, vì anh Mạnh không phải là tính người mà con thích, thưa ba. Ba thì cũng không ép con, mà ba thì cũng không ngăn cản Mạnh đeo đuổi con được. Thì ba cũng biết là chuyện tình cảm với con và anh Dũng rất là sâu đậm. Và giờ con cũng muốn xin với ba má là cho tụi con tiến tới hôn nhân trong nay mai. Con gái à, con có chắc là thằng Dũng nó sẽ đem lại hạnh phúc cho con không? Đó là người con chọn. Và con rất hạnh phúc vì điều đó. Con xin lỗi ba nếu con nghĩ sai vậy ba. Con không muốn ba áp đặt con vào chuyện đã rồi. Là càng không muốn con trở thành con cờ trong sự sắp xếp và tính toán của ba, thưa ba. Con dám nói với ba như vậy sao? Con xin lỗi. Con có nghĩ đến căn nhà này không? Con có nghĩ đến cái sự nghiệp mà ba tạo dựng từ bấy lâu nay không? Con hiểu điều ba lo lắng và con rất là khó chịu khi nghĩ về điều này. Con mong ba hãy hiểu tâm trạng của con. Con có thể nghe lời ba bất cứ điều gì, nhưng mà con xin ba trong chuyện tình cảm như hôn nhân của con xin ba hãy để cho con toàn quyền quyết định, thưa ba. Con xin phép con vào trong. Nguyên. Nội tin con nha nội. Con dám chắc là không hề có chuyện đó xảy ra. Con đồng ý là những gì chú Thím Năm nói là sự thật, nhưng mà không có nghĩa là con đang ăn cơm trước kẻng đâu nội. Con sống trên đất Sài Gòn, cách sống rất là thoáng và tự do, nhưng mà tụi con yêu nhau thật lòng. Tụi con sẽ dự định tiến tới hôn nhân đó nội. Cho nên là tụi con đã giao ước với nhau là không được đi quá giới hạn cho phép. Nội, nội tin con nha nội. Dũng à, ba má con mất sớm, mất lúc con còn rất nhỏ. Cho nên nội tâm niệm với lòng là nội định nuôi con và lo cho con ăn học. Cho nên khi con xin nội cho lên Sài Gòn ăn học thì
nội đã cho phép liền. Dù đó là lần đầu tiên mà nội đã làm sai nguyên tắc do nội đặt ra. Các chú con thì cũng rất lo, nhưng riêng nội thì rất tin tưởng là con. Vì nội muốn tương lai của con do con tự tạo ra, và con biết được việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Nội tin con vì con rất giống ba con. Ánh mắt đầy nghị lực, ý chí và khao khát vươn ra khỏi khoảng đời xa. Với anh Dũng đi đâu từ sáng giờ không biết nữa. Thức dậy là em đã không thấy rồi. Chị ba cũng vậy. Chắc cha dẫn nó ra mộ ba má nó để nó tạ lỗi. Thiệt, thằng này hết nấu nổi luôn. Tôi cảm giác là cái bức tường cổ kính nhà mình từ bấy lâu nay á, không ai dám đụng đến. Bữa nay nó lấy nguyên cái thùng sơn nó tạt lên làm quen ố hết. Thùng sơn cái gì? Nó tạt nguyên cái thùng axit á. Cái thằng quỷ này bậy thiệt á. Em không thể nào tha thứ cho nó cái chuyện này được. Chờ cha về đi, em nói cho con coi. Chờ cái gì? Bắt cái gì đây? Tiệt giao với con đó. Rồi kiếm cho nào được á, làm đám cưới cho nó. Vậy là xong. Thì sợ nó có chịu hay không? Trời ơi, giờ phút này mà chịu chứ không chịu gì nữa. Cha về kìa. Dạ, cha. Dạ. Cha. Cha ngồi đi cha. Cha đi đâu từ sáng sớm vậy cha? Rồi Dũng đâu rồi cha? Cha, tụi con biết là cha cũng giận lắm, nhưng mà thôi, chuyện gì cũng từ từ nha cha. Trời, tụi con sợ cha lo quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Hay là vậy, cha để cái chuyện này cho ba anh em tụi con lo đi. Dạ. Con hứa với cha là làm tính gốc tính rễ cái chuyện này luôn. Dạ. Nha cha. Ủa, rồi thằng Dũng đâu chị ba? Nó đâu chị? Dũng nó về Sài Gòn rồi. Ủa, sao lại về Sài Gòn? Cái gì về Sài Gòn? Nó chưa gặp tụi tôi mà. Gặp mày gì? Dạ, nó đã gặp tao. Nó đã nói hết mọi việc rồi. Tao tin là nó không có làm cái chuyện đó. Sao không làm được? Chứng cứ rành rành ở đó mà. Chứng cứ gì? Ai thấy? Mà thấy cái gì? Thì anh Năm nói nè. Dạ. Tôi nói thế nào? Dạ, nói chứ đâu. Trời ơi, cái bà Năm này. Bà Năm đâu? Bà Năm, bà. Cũng mấy bà này nữa. Thôi ra đi. Tụi bây về hết đi. Tao mệt quá rồi. Dạ. Cha giận nữa rồi kìa. Dạ, vậy thưa cha, tụi con xin phép về nha cha. Cha giữ sức khỏe. Em về chị ba. Dạ. Tao về nghe sao? Dạ, thưa cha, con gì? Thôi con ra làm sao luôn nha cha. Anh à? Dạ. Con có tin lời Dũng nói không con? Dạ, con tin. Cười cái gì mà cười? Cũng may là anh không bị bắt dưới quê luôn á. Ở đó mà cười. Ủa, mà sao mấy chú mấy thím lại suy nghĩ như vậy vậy? Suy nghĩ cái gì? Nè em thử nghĩ coi. Tự nhiên cái hai cái ca, hai cái ly, hai đôi dép, hai cái khăn, hai cái gì? Ủa anh cũng thích chứ bộ? Sến thế ớn luôn vậy. Sến thế ớn gì? Sến vậy mà có người đòi in hai cái mặt lên cái ly để mà xoay bên nào cũng thấy. Ủa ai vậy ta? Ai biết? Ai vậy ta? Anh, có điều em thắc mắc nè. Gì? Sao anh nội tin anh vậy? Anh cũng không biết nữa.
Chắc là nội thấy trong mắt anh không có sự dối trá hay là lấp liếm sự thật. Nè, nếu như nội không tin á thì em sẽ về gặp nội để mà nói sự thật ha. Thì cứ nói đi. Em nói là trong tủ quần áo của anh á, có quần áo ngủ của em trong đó. Thì cũng sao đâu. Trời, em mặc khi tới nhà anh dọn dẹp, giặt giũ rồi nấu nướng thì điều đó cũng đâu nói lên được hai đứa mình ăn cơm trước cảng. Sai. Sai gì? Em sai một điều. Gì? Từ trước tới giờ em không bao giờ nấu cho anh ăn nha. Có. Món gì? Mắm tép. Trời ơi, mắm tép là thím ba làm sẵn, em chỉ dọn ra thôi. Đó, cái công của em là dọn ra đó. Trời ơi, công em mà dọn ra đó. Đúng không? Không, không dọn lên thì lấy gì em ăn ăn? Ờ ha, tự nhiên nhắc tới thấy đói bụng của em. Có món gì nấu cho anh ăn chứ? Có, em dọn lên nha. Món gì? Mắm tép. Trời ơi, thích lắm đúng không? Nghe cái trần trắng mắt lên gì đó hả? Được rồi, em sẽ dọn lên liền. Yên tâm. Trời ơi em ơi, thích thì lâu lâu ăn lần thôi. Tháng nào, ngày nào cũng ăn, ăn cũng trần trắng mắt luôn vậy. Anh ơi, cái rổ đựng rau đâu rồi? Để dưới đó. Ờ, thấy rồi. Ủa, chén dĩa nữa. Anh cũng để dưới luôn đó. Trời ơi, mới dọn về ngăn nắp gì hết á. Thôi được rồi, để bữa nào tôi qua tôi dọn cho. Em nhớ nói đó nha. Có trà nóng rồi nè cha. Con hả? Cha buồn quá con ơi. Cha đang lo cho thằng Dũng hả? Cha nhớ ngày vợ chồng hai nhân nó ra đi. Cha bàng hoàng và không tin vào điều đó. Lúc đó thằng Dũng khoảng 3-4 tuổi gì đó. Nó đâu có biết rằng nó đã mất đi hai người thân yêu nhất trên đời của nó. Nhưng bù lại, thằng Dũng nó cũng nhận được sự thương yêu đùm bọc của cha và mấy chú mà. Con thấy Dũng nó rất ngoan và hiểu chuyện. Cha đừng lo lắng quá. Nếu cha lo thì cha đâu có cho nó đi xa. Những ngày tháng nó học ở Sài Gòn, cha nhớ nó ghê gớm lắm. Có nhiều khi cha muốn kêu nó về, nhưng cha thấy cha làm vậy cha ích kỷ quá con. Dạ, thằng Dũng nó cũng biết cha thương nó như thế nào mà. Nó cũng rất kính trọng và yêu quý cha. Gần tới ngày giỗ của cha mẹ nó rồi. Ấy, con điện thoại con nhắc cho nó nghe. Không nhắc nó cũng nhớ mà, cha yên tâm đi. Rồi, mai tôi cho người đem tới liền. Rồi vậy ha. Rồi. Ra lấy thư nè. Minh, bên công ty gửi giấy mời để tháng sau mình lên trên thành phố dự hội thảo về sản phẩm mới nè. Tháng sau được lên thành phố nữa nha. Có chuyện gì hả anh? Sao thấy anh buồn quá vậy?
sắp tới đám giỗ ba mẹ của anh rồi. Anh nhớ ba mẹ hả? Có, lúc ba mẹ mất anh đâu có biết đâu. À, mai mốt em về đám giỗ với anh nha. Ờ, em nghĩ chắc không có được đâu. Tại vì dạo này công việc của em lu bu lắm, em sợ về không có được. Ờ, thì công việc quan trọng hơn mà. Giận em hả? Sao thấy nói gì hết? Không có. Nếu kết hợp được chuyến công tác về miền Tây đúng thời gian thì em sẽ về cùng với anh nha. Sao má nói hoài con không biết nghe lời vậy? Chuyện của người ta kệ người ta đi. Sao cứ thắc mắc rồi nói qua nói lại làm chi vậy? Tại nó nói trước mặt con, sao con không thắc mắc được? Thì kệ nó. Không phải chuyện của mình đừng có để ý. Còn nhìn nữa hả? Nói không đúng hả? Càng lớn càng biết nghe lời. Má nói cho con biết nha, lần này là lần cuối cùng nghe chưa? Lần sau mà con như vậy á, má không có tha cho con đâu. Kim Sao? Hai chị mới đi chợ về hả? Ừ. Đi vô trong nhà, rửa mặt rửa tay chân đi. Dạ. Càng lớn nói càng nghe lời. Vụ gì vậy thím? Sao la nó dữ vậy? Trời ơi, chị thấy không? Càng lớn càng hư à, bực mình ghê vậy đó. Sao? Nó đi qua nhà người ta chơi á, rồi nghe ngóng chuyện người lớn sao á, rồi nói qua nói lại, làm vợ chồng người ta gây gổ thứ điều cũng bánh lộn luôn à. Trời ơi, hư quá, phải dạy nó nghe. Em bực mình lắm á. Ờ. Em la nó nãy giờ đó. Ờ. Trời ơi, con mình mà nó không giống tính mình, nó giống tính ai đâu không à. Ủa mà hai chị đi đâu đây? Ờ, không biết hôm bữa cha qua tìm tôi có chuyện gì không, hôm nay tôi qua coi cha có nhà không thím. Ờ, chị ba đưa cha qua dàm hút thuốc rồi. Vậy ha. Chắc là cha tính kêu chị mua ít đồ chuẩn bị đám giỗ anh hai mà. Ủa, sao cha không nhờ thím hay nhờ chị ba nhờ tôi? Em đâu biết, chị đi hỏi cha xem. Ừ, để tôi đi hỏi cha coi. Ê, đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thì đi hỏi cha. Ai biểu, bây giờ cha không có nhà, chờ chừng nào cha về hỏi. Nè, sẵn dịp không có cha ở nhà đó, chị em mình nói chuyện chút xíu đi. Chuyện gì? Thì cái chuyện đám giỗ đó. Ừ. Dạ, đi. Theo tôi, năm nay con nhỏ đó nó sẽ về. Nhưng mà năm trước nó đâu có về. Nhưng năm nay nó sẽ về. Ừ, nó phải về thôi. Để hỏi coi, ai là người đã tung cái tin ra tụi nó ăn cơm trước cảng. Đúng rồi. À, ai vậy? Nếu nó hỏi, em sẽ chỉ. Mà ai? Thiếm chứ ai? Chứ tôi với Thiếm Sáu này đâu có nói. Trời ơi. Trời ơi, vậy rồi làm sao ăn nói với nó đây? Đám giỗ, sao mà trốn được? Ừ. Hay là em đem đồ mà nó tặng cho em trả cho nó hết nha. Ừ. Trời ơi, em mắc cỡ quá à. Chị này, làm gì quýnh quán dữ vậy? Có chắc nó về không? Ừ. Ừ ha. Nhưng mà lỡ nó về thì sao? Theo chị Tư thì nó có về không? Ừ. Theo tôi, chắc chắn nó sẽ về. Nhưng mà mấy năm trước nó đâu có về. Nhưng năm nay nó sẽ về. Ủa sao mình trở lại từ đầu hết trơn vậy? Ủa gì hả? Vậy thì cuối cùng là nó có về hay không? Ờ, chưa biết nó có về hay không mà cha với chị ba về rồi kìa. Gì hả? Chết cha. Dạ, giải tán. Dạ, em biết rồi. Dạ rồi vậy ha. Chào anh. Tôi
Con sẽ về quê anh Dũng, anh đám dỗ đó. Đám dỗ ai con? Dạ, ba má của anh Dũng. À, má nhớ rồi, thằng Dũng chết cha, chết mẹ rồi chứ gì. Má à, Quên. Thằng Dũng mồ côi cha mẹ lâu rồi. Ừ. Má sao? Biết không, mỗi lần mà về quê của ảnh á hả, tâm trạng con khó tả lắm. Vừa vui mừng mà vừa lo sợ nữa. Con ơi, mỗi năm á là màu son nó thay đổi hả con? Con yêu anh Dũng, yêu những người thân trong gia đình của ảnh, yêu không khí rộn ràng, vui nhộn, tràn đầy tình thương mỗi khi quây quần. Ôi, sao càng nhìn, má càng thấy má hạ màu son này quá à. Má có ngày còn nói gì không? Nè, nghe má dặn nè, xuống dưới đó đó, phải biết giữ gìn ý tứ nghe chưa? Con nên nhớ gia đình của mình á là một gia đình danh giá và có thế lực, cho nên con phải ăn nói làm sao mà cho ra vẻ là một đẳng cấp và thượng lưu nha. Nhất là những cái câu cú á, đừng bao giờ dùng những từ quá bình dân nghe chưa. Mai mốt về đám cưới của con, nhất định là má sẽ thấy lời con nói là đúng. Trời đất ơi, con gái của tôi kìa, dễ sợ chưa đó. Sắp sửa lấy chồng rồi ha con kìa. Cái hạnh phúc mà tràn ra mặt luôn, cái lời nói nó cũng tràn ra mặt luôn. Má lại dùng từ bình dân nữa chứ gì. Nhưng mà hồi nãy con không dùng từ bình dân vậy, con dùng cái từ là tràn đầy tình thương đó. Thì má cứ nói theo cảm nhận của mình đi, đó là cách diễn tả cảm xúc tốt nhất mà. Trời ơi coi kìa, con gái đến tuổi kìa, thèm lấy chồng tràn ra cả mặt luôn kìa. Không gì à. Gì à. Không gì à. Bà làm gì vậy? Mà làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? Ông. Gì? Kỳ này đám giỗ á. Ừ. Con nhỏ nó có đi theo thằng Dũng gì không? Tôi đâu có biết. Tôi nghĩ nó sẽ về. Mà nó về hay không mắc mớ gì anh bà mà bà thắc mắc dữ vậy? Ừ. Hay là ông cái với tôi đi. Chà. Nếu mà nó không về á, tôi thua ông. Mà nó về, ông sẽ thua tôi. Nhưng mà thua cái gì? Thì chầu cà phê. Bà rảnh quá ha. Bà rảnh bà lo cho mấy con bò rồi đi, đi lo cho thằng Nhiệm kìa. Rảnh rỗi ghê luôn á. Thiệt tình. Trời bà, cụ đỡ giùm cái coi. Đây. Ông, ông nghĩ coi đám giỗ đợt này con nhỏ đó nó có về không? Trời ơi, đỡ nè. Nó về hay không sao tôi biết được. Nhưng mà tôi nhớ mấy năm trước nó đâu có về đâu. Trời ơi, đây nè. Sao dạo này sức khỏe xuống dốc dữ vậy trời. Bà nè, hình như là bà thích nó phải không? Hôm trước lên á, tôi thấy hai thím cháu tâm đầu ý hợp lắm á nha. Được rồi, để tôi điện thoại lên kêu Dũng á, dắt nó về.
Dù sao đây cũng là gia đình của cha mẹ chồng tương lai mà đúng không? Phải về ra mắt dòng họ bà con chứ. Đây nè. Ủa? Đâu mất tiêu vậy? Bài. Trời ơi trời. Cái bà Năm này thiệt tình. Chết rồi. Giờ sao đi trời? Tính sao đi trời? Lần này nó về rồi mình biết trốn đâu đây? Thiệt là mắc cỡ chết đi được. Bà muốn gì? Tôi hỏi bà muốn gì? Tôi nhớ con gái của tôi quá. Nó không phải là con gái của bà. Đối với nó, bà đã chết từ lâu rồi. Từ lâu nó chỉ biết nó là đứa con rơi vô thừa nhận bởi một người mẹ nhẫn tâm. Bà nghĩ bà dám gặp mặt nó và nhận mình là mẹ của nó không chứ? Tại sao bà lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Ai tàn nhẫn hơn ai? Bà nghĩ lại đi. Thiên Lý, tôi nhắc lại một lần nữa cho bà nhớ. Ai cho tôi một, tôi trả người đó gấp 10 lần. Bà nhớ nghe. Chạy nữa đi. Tại sao bà không chạy nữa đi? Bà đã bỏ chạy cách đây 20 mấy năm rồi. Đến bây giờ mà bà vẫn còn ý định bỏ chạy nữa sao? Bà đang nghĩ gì vậy? Bà đang thương hại tôi là một đứa trẻ mồ côi sao?
hay là bà đang hối hận vì bà đã sinh một đứa con mà không hề mong muốn. Bà làm như vậy bà đáng làm mẹ sao? Những chuyện bà đã làm như vậy đó mà bà vẫn còn đủ can đảm để nhìn mặt con bà sao? Có một lúc nào đó lương tâm của bà thức dậy, bà nghĩ đến đứa con mà bà đã bỏ rơi nó đã phải sống như thế nào không? Con, tôi cấm bà gọi tôi bằng cái giọng thân thương đó. Bà nghĩ là bà đủ tư cách sao? Tôi muốn gặp mặt bà để tôi nhìn một người mẹ không đáng là mẹ. Tôi khinh bà, tôi ghê tởm bà. Cho tiếng mượn cho bào con. Trời đất ơi, giao đồ ở đây để không lấy đi mượn của nhỏ đang làm. Cố tình giao bào mà không mượn cho giao bào đưa cho bà. Ai chạy đổ đồ lên sao mà còn chưa đám giỗ vui mà cực hai mấy thím ai cũng tất bật hết à. Chưa đâu, chiều nay chỉ là cúng tiên, chỉ mời những người thân trong bà con dòng họ tới thôi. Ngày mai á con sẽ thấy cực hơn vì còn phải đẩy khách nữa. Vậy một năm mình có bao nhiêu đám giỗ vậy thím? 7 cái. 7 cái? Ừ. Thì của ông bà nội, ông bà ngoại là hết 4 cái rồi. Ừ. Rồi của mẹ nữa là 5. Rồi ba má chồng con gộp lại 1 là 6. Rồi của anh ba chồng chị ba đây là 7. Ừ. Vậy một năm mình cực đến 7 lần. Sợ chưa? Ta nói đám giỗ ở cái vùng này nha, nhà nào một năm cũng 6-7 cái hết trơn á. Phải ghi sổ để đi ăn đừng có bị trùng ngày. Một năm á có 365 ngày. Ừ. Mà ăn cơm nhà thì ít chứ ăn đám giỗ thì nhiều. Đám giỗ cũng là một dịp để những người thân trong gia đình dòng họ họp mặt với nhau tưởng nhớ người đã khuất, thì trước cúng sau ăn thì tâm tình hỏi han chuyện làm ăn đó mà. Nhưng mà sao mình không cúng buổi chiều mà lại cúng buổi sáng vậy thím? Thì phải rồi con, cúng buổi chiều là buổi phụ, người ta nói là cúng cái ngày còn sống á, còn ngày mơi nè mới là ngày chính, cúng buổi sáng á là cái ngày đã chết rồi. Trời đất ơi, chị nói mặn mắt nó tròn xoe là biết nó ù ù cạc cạc rồi, khó hiểu quá mà. Vậy là miên man. Lộn một miên. Chết, lộn tên nó cái quên nói gì luôn. Trời ơi, chị làm rối quá à. Thiếm sáo nó con nghe nè, hôm nay là ngày sống, tức là ba má chồng con ngày hôm nay còn sống chứ có chết, ngày mai mới chết. Đúng. Mà thường người ta cúng trước một ngày là để họp mặt bà con trong dòng họ thân thích. Tối nay con sẽ gặp được nguyên một đám dòng họ luôn. Đó, lúc đó nha, thím nói cho con nghe, con nói chuyện là phải để ý đề phòng nha, chứ họ hay bắt lỗi bắt phải từng ly từng tí hả, họ còn khó hơn thầy giáo dị văn nữa đó con. Thím sáu, lạc đề rồi. Mình đang giải thích cho nó cái vụ mà ngày sống ngày chết mà. Nó mệt quá à. Thì một năm làm 7 cái đám giỗ về đây hả, nó cũng biết, khỏi phải giải thích. Dạ, con hiểu rồi. Con hiểu rồi là hiểu sao? Dạ, hôm nay là ngày phụ, ngày mai mới là ngày cúng chính. Vì ngày mai mới chính là ngày mất ba má anh Dũng. Nhưng trước khi mình đãi khách hứa vào ngày mai, thì hôm nay mình cúng ngày phụ để những người thân trong gia đình, dòng họ họp mặt lại, tưởng nhớ những người đã khuất. Tóm lại lại vậy đó cháu dâu. Con thấy ngày đám giỗ của mình cũng giống như là sinh nhật phong tục Tây, cũng có ý nghĩa hay. Một ngày thì ghi nhớ ngày mình sinh ra, còn một ngày tưởng nhớ ngày mình mất đi. Ngày sinh thì có thể là không nhớ và không tổ chức, còn ngày đám giỗ thì không thể bỏ qua. Mà con thích ngày sinh nhật hơn vì không khí vui vẻ và xôm hơn. Mộc Miên ơi. Dạ.
anh Dũng kêu con, thôi con xin phép má thím, lát con quay lại. Trời đất quỷ thần ơi, đám giỗ của ba má chồng nó mà nó lại đi so sánh với ngày sinh nhật hết trời. Đám giỗ mà nó đòi vui vẻ, chắc nó thích cắt bánh kem, thổi đàn cày quá. Ăn nói cái kiểu này, gặp mấy chú mấy bác là nó tiêu luôn. Tao nói có ai đó nói cho nó hiểu, để không thôi nó bị quở trách đó, tội nghiệp. Kệ nó đi, để vậy nó mới khôn ra. Nhưng mà cũng tội nó chứ, trẻ người non dạ, bị quở trách quan vậy, thấy thương không? Thì tại nói nó không nghe, cứ để nó bị chửi đi. Thôi kệ đi, để nó bị chửi. Nhanh lên, nhanh lên. Hả? Em làm gì ở chỗ vậy? Em phụ mấy thím nấu đồ ăn, có gì không? Thì... không. Trời ơi, vậy kêu em ra đây làm gì? Tại vì em thấy em làm cực quá nên kêu em chạy ra đây trốn. Thì có gì đâu cực. Thì đây cũng là một dịp mà em học hỏi nấu ăn của mấy thím đó. Nè, em biết ngày cũng sống như cũng chết là gì rồi đó nha. Trời ơi, em giỏi quá. Giỏi không? Ừ. Giỏi thì thưởng đi. Ở đây mọi người để ý đó, đâu phải như ở chợ nó muốn làm gì làm. Đâu có ai thấy đâu. Làm người ta quên sể quá. Vô. Nết à, con nhớ mang nước mắm cho mấy ông mấy chú nghe con. Lên Sài Gòn thấy nó chỗ mã nó đẹp trai quá ha. Ôi vô. Vô. Một miếng ơi. Ngại mà lớn lớn thì giống thằng Nhân thì ngay đúc thôi chứ. À con thấy không? Làm cháu đích tôn của gia đình này nó quan trọng vô cùng nghe con. Con phải làm sao cho xứng đáng nghe không? Dạ. Nghe nói lên Sài Gòn còn làm công việc cũng có chút dứt vụ gì đó. Mà nè, làm gì thì làm, đừng có làm bậy mà ảnh hưởng đến tổ tiên dòng họ là được rồi. Dạ. Ngon quá. Công nhận chị ba tay nghề càng ngày càng căng nha. Chiên chả giò mà còn ngon hơn ngoài tiệm nữa. Ăn thử đi, ăn thử đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi mấy con. Dạ. Nhưng mà em thấy á, chị Tư mới là khéo tay đó. Bánh tét của chị năm nào gói hả cũng không ai qua mặt được. Khen hoài à. Bởi vậy mỗi lần mà nhà mình có đám giỗ tôi cực nhất kìa. Miên Man. Miên Man. Dạ. Ok. Mộc Miên. Dạ. Thôi con không ăn đi, con nhìn lên trển làm chi vậy? Thằng Dũng nó trển không có xuống đâu. Ăn con. Ăn đi. Sao mình không lên trển ăn chung mà mình phải ăn ở dưới đây vậy thím? Thì nào giờ quen vậy rồi, ăn ở đâu cũng vậy thôi mà. Nhưng mà ăn chung mới vui, mới đúng nghĩa là họp mặt chứ. Nghe nói lên trển quen được con nhỏ nào coi cũng được lắm phải không? Rồi có tính lập gia đình luôn không? Có. Dạ, hôm nay cháu nó về đây để ra mắt gia đình đó. Dạ. Vậy à, sao không kêu nó lên ra mắt mấy ông xem mặt coi? Dạ, để con kêu lên chào mấy ông ạ. Một Miên ơi. Dạ. Kìa, mấy ông muốn coi mắt cháu dâu đó, con lên trển đi. Dạ, con xin phép mấy thím. Muốn họp mặt là được họp liền. Chết, cái kiểu này lên trển, ăn nói lung tung là chết. Kệ nó đi. Tôi lo mà. Kệ nó đi. Thôi kệ nó đi. Dạ, giới thiệu. Đây là cháu dâu tương lai của gia đình này. Cháu tên là Mộc Miên. Mộc Miên hả? Dạ. Mộc Miên à, em chào mấy ông đi. Để em giới thiệu cho. Đây là ông ba, là anh của ông nội đó. Còn đây là ông hai, nhưng mà là em của ông nội, là bởi vì cùng cha khác mẹ. Còn đây là ông sáu, em chú bác với ông nội. Còn đây là ông bảy, em của ông sáu. Chào đi. Dạ. Con xin chào mấy ông. Mấy ông là mấy ông. Ông nào có chào từng ông. Con vậy mà chào thì đâu có được. Xin lỗi. Vì mới nói sơ qua con là cháu nó không nhớ hết được. Không nhớ
để con giới thiệu lại cho. Anh giới thiệu lại cho em nha. Đây là ông à, ba. Không cần đâu là... anh. Em nhớ rồi. Dạ, con xin chào ông ba. Con chào ông hai. Con chào ông sáu. Con chào ông bảy. Giỏi, giỏi đó. Sao, sao em hay quá vậy? Dù nơi này em làm hoài à, có gì đâu khó. Ngày nào mà em chẳng gặp khách hàng chứ. Mấy ông đó còn khó chịu hơn ông năm, ông sáu của dòng họ mình nữa. Coi kỹ gì con nhỏ cũng hiền diệu phúc hậu quá ha mấy ông. Mặt sáng sủa quá. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi con gì?